Hồ Mông Ben ở Tây Nam nước Pháp những ngày giữa tháng 3, nơi từng là điểm du lịch nổi tiếng thì nay lại cạn trơ đáy. Hạn hán đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương. Hồ Mông Ben là nguồn sinh kế của chúng tôi. Không có nước thì các trang trại trong vùng không thể sản xuất được. Nếu tình trạng thiếu nước vẫn tiếp diễn, rất nhiều trang trại sẽ biến mất. Hiện lượng nước trong hồ chỉ khoảng 15 triệu mét khối, tương đương khoảng 25% dung tích tối đa. Vào thời điểm này trong năm, lượng nước thường đạt gần 60% dung tích. Như vậy là đang thiếu hụt khoảng 40 triệu mét khối nước. Tình trạng này đòi hỏi biện pháp quản lý nguồn nước, đặc biệt là vào mùa hè sắp tới. Còn tại thị trấn Suluk, Libya, người dân đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nước sạch. Các hộ dân phải chi trả khoảng 80 dina, tương đương với gần 17 đô la Mỹ cho mỗi xe chở nước sạch từ nơi khác đến, vì nước tại đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chúng tôi đã phải chịu cảnh thiếu nước từ khi bắt đầu tới đây sinh sống. Nước đến từ các đường ống tưới tiêu và chảy rất yếu. Dù chúng tôi có đào giếng thì nước cũng bị ô nhiễm. Tác giả chính của báo cáo Phát triển nước thế giới năm 2023 của Liên Hợp Quốc, ông Richard Conner, cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nước toàn cầu sắp xảy ra nếu con người tiếp tục khai thác và tiêu thụ nước quá mức như hiện nay. Khủng hoảng nước toàn cầu là sự gia tăng một chuỗi các khủng hoảng cục bộ ở những nơi không có đủ nước để đáp ứng nhu cầu của người dân. Và khi tình hình leo thang, khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng, lan từ nơi này tới nơi khác, theo thời gian, thì sẽ đến một lúc chỉ còn một vài khu vực, một số quốc gia nhất định trên thế giới đảm bảo an ninh về nước. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hiện có 2,3 tỷ người đang sống ở các nước chịu áp lực về nước. Trong năm 2020, có tới 2 tỷ người không được tiếp cận nước sạch, 3,6 tỷ người không có nhà vệ sinh tại nhà và 2,3 tỷ người không thể rửa tay ngay tại nhà mình. Thực trạng này đang cách khá xa so với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đặt ra là đảm bảo khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030. Cuộc khủng hoảng nước hiện nay là mối đe dọa đối với tất cả các quốc gia. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh nếu không khẩn trương hành động và có một chu trình quản lý nước hiệu quả ngay từ bây giờ, sức khỏe con người và môi trường thế giới sẽ đối mặt với khủng hoảng và một tương lai bền vững công bằng sẽ vẫn nằm ngoài tầm với. Những đại biểu đang tham dự Hội nghị nước Liên Hợp Quốc được mời đưa ra đề xuất liên quan đến chương trình nghị sự hành động vì nước. Các nhà tổ chức mong muốn sẽ có nhiều cam kết và giải pháp được đưa ra bất kể quy mô lớn nhỏ. Nhu cầu tài chính cũng như các cơ hội trong ngành nước là rất lớn. Ngân hàng Thế giới có danh mục đầu tư trị giá hơn 20 tỷ đô la Mỹ vào các dự án đầu tư về nước tại hơn 70 quốc gia. Chúng tôi cũng đang tìm những cách mới để tài trợ về nước. Ví dụ như tháng trước, chúng tôi đã phát hành trái phiếu với tổng trị giá 50 triệu đô la Mỹ cung cấp nước sạch cho học sinh ở Việt Nam. ADB sẽ huy động 10 tỷ đô la Mỹ tài trợ thích ứng với biến đổi khí hậu cho các ngành nước ở châu Á, Thái Bình Dương vào năm 2030. Và điều này phù hợp với mục tiêu chung của ADB là huy động hơn 100 tỷ đô la Mỹ tài trợ khí hậu bằng nguồn vốn của chúng tôi đến năm 2030. Ngoại giao về nước là một quá trình năng động, có định hướng chính trị, bổ sung cho sự hợp tác xuyên biên giới, cung cấp các phương tiện để ngăn chặn và giải quyết các căng thẳng liên quan đến nước. Phần Lan sẵn sàng hợp tác và cung cấp hỗ trợ cũng như kiến thức chuyên môn của chúng tôi về chủ đề hòa bình và an ninh nguồn nước. Mỗi lần bạn sử dụng nước tại nhà, nước đó phải được xử lý và quá trình xử lý sử dụng năng lượng mà phần lớn không thể tái tạo. Vì vậy, bạn cần lưu tâm và cố gắng sử dụng nước hợp lý. Thế giới có hàng tỷ người. Chỉ cần mỗi lần mỗi người trong chúng ta tiết kiệm được một lít nước, chúng ta sẽ tiết kiệm được hàng tỷ lít nước. Và điều đó thực sự đáng giá. Theo Viện Nghiên cứu Tài nguyên Thế giới, việc đảm bảo nguồn nước cho xã hội vào năm 2030 có thể chỉ tiêu tốn hơn 1% tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu,
Nhưng lợi ích thu được từ những khoản đầu tư này lại rất lớn, từ việc phát triển nền kinh tế đến tăng năng suất cây trồng, cải thiện cuộc sống của người nghèo và những người dễ bị tổn thương.